Thưa các đồng chí và các bạn, tuần qua báo Quân đội Nhân dân nhận được câu hỏi của bạn đọc Hoàng Văn Đức ở xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai hỏi. Đề nghị tòa soạn cho biết hành vi vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 43, Nghị định số 38-2021 NDCP của Chính phủ, cụ thể như sau. 1 phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông xã hội. 2. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông. B. Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông xã hội. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả A. Buộc tiêu hủy tăng vật đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Bạn đọc Vũ Thu Hằng ở xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang hỏi. Hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông của người, hành khách trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa bị xử phạt như thế nào? Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 34, Nghị định số 139-2021 NDCP của Chính phủ, cụ thể như sau. 1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không chấp hành nội quy an toàn trên phương tiện, không chấp hành sự hướng dẫn của thuyền viên, người lái phương tiện, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. 2 phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Mang hành lý thuộc loại hàng hóa mà pháp luật cấm vận tải chung với hành khách. B. Gây mất trật tự an toàn trên phương tiện. 3. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham gia giao thông trên phương tiện không có động cơ, có trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc có sức trở đến 12 người. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người. Phương tiện chở khách ngang sông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục hộp thư đường dây nóng của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình tiếp theo.